CDT News. Công thức làm sốt mắm ruốc để chấm xoài xanh mà hàng nghìn chị em săn lùng. Phần 1. Chuẩn bị nguyên liệu. 200g đường thốt nốt, 10-14g mắm ruốc, có thể dùng mắm ruốc của Việt Nam hoặc Thái Lan. 80ml nước mắm ngon, 100g tôm khô, 40g hành tím, vài trái ớt, tùy độ cay mà bạn có thể ăn, món này phải ăn cay mới đã. Hoặc đon bằng cách 10 thìa canh đường thốt nốt, 6 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh nước mắm ruốc, 70-80g tôm khô, hành tím 5 củ, ớt vài quả. Phần 2. Cách làm sốt chấm mắm ruốc. Bước 1. Tôm khô ngâm với nước ấm cho mềm, đem rửa thật sạch, vắt ráo nước. Bước 2. Chia tôm khô thành hai phần đều nhau, một phần đem xay bông thành ruốc, một phần dùng tay xé nhỏ ra. Bước 3. Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng. Bước 4. Cho đường thốt nốt, nước mắm, mắm ruốc vào nồi, cho thêm 2 thìa canh nước trắng. Chỉ cho 2 thìa canh thôi nhé, cho nhiều quá nước chấm sẽ bị loãng. Đun nhỏ lửa cho sôi, khuấy đều nguyên liệu, cho tan đường. Cho hết phần tôm xay thành ruốc và phần tôm xé nhỏ và đảo thật đều. Bước 6. Đợi mắm sôi, lại hạ nhỏ lửa hơn nữa, cho hành khô và ớt xay nhỏ hoặc băm nhuyễn vào, đun thêm 2-3 phút nữa là tắt bếp. Bước 7. Đổ mắm ra bát cho nguội, ăn không hết, cất vào lọ để ngăn mát, tủ lạnh dùng dần. Lưu ý, khi bắt mắm xuống mới cho hành khô, nhưng mình sợ mùi nên cho vào lúc mắm vẫn còn trên bếp. Cái này cũng tùy vào sở thích của mỗi người. Cách làm sốt chấm mắm ruốc hoàn toàn đơn giản và bây giờ bạn bày xoài xanh, cóc non ra ăn kèm vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.